Trời ơi, con đi công tác có mấy ngày mà về nhà đủ thứ chuyện vậy hả? Rồi không ngủ trong cái mắt má thâm quần vậy luôn á hả? Ồ. Đừng tin những gì cô ấy nói. Cô ấy lấy Sia đánh dài, cô ấy két gầm tròn nè, như là con gấu trúc bành đài. Đúng quá à, Sia đánh dài sao chùi. Tôi lấy viết chì tôi quẹt thêm cho thấy thương. Thấy con gái thương má không con? Dạ không, con thấy sợ à. Làm vậy chứ vậy? Mà má nói con nghe, trời ơi, vợ chồng mà chăm nhau từng miếng cơm giấc ngủ mà mình ngủ không được mà chồng vậy mà kêu là chồng cái gì? Trời ơi, bà nói gì mà nói được. Bà nói cho con nghe, bà ngủ ngon, bà đạp râm, bà lọt xuống đất. Trời ơi, nóng quá. Bà lật đật lấy máy là cái remote, bật máy lạnh. Ôi lạnh quá. Lật đật bớt độ lại. Ôi nóng quá. Nó cứ vậy đó, nóng lạnh, nóng lạnh, nóng lạnh. Đó, bà phờ người luôn đấy không? Trời đất ơi, chứ tôi hỏi nè, ngủ mà nóng lạnh thất buồn vậy thì sao ngủ được? Mà con biết con người mà mình không ngủ được thì mình sẽ mệt mỏi, con hiểu chưa? Rồi, con hiểu rồi, nhưng mà má bị vậy đó, má đi bác sĩ chưa? Có đi con, bà đưa đi bác sĩ. Bác sĩ nói y chang như bà nói, suy giảm nội tiết tố. Thiếu chữ nữ nữa. Suy giảm nội tiết tố, nữ. Đúng. Nhưng mà con biết hôm bác sĩ nói vậy là má vậy là má trễ hơn ta rồi đó. Chứ người ta là còn trẻ, người ta đã bị suy giảm nội tiết tố nữ rồi. Còn má tới 50 mấy mới bị. Vậy là má trễ hơn người ta. À là má có đi bác sĩ rồi. Rồi bác sĩ nói làm sao, có cho thuốc gì không má? Có cho thuốc đàng hoàng, cho thuốc uống. Mà gặp bác sĩ sợ quá không dám hỏi gì hết trơn. Nó còn thấy tức không? Cái lúc mà ở nhà đó, mà mỗi lần mà ba mở miệng ra, bà táp ba. Bây giờ vô bác sĩ ta cần hỏi cái bệnh mình thì mình trình bày cho bác sĩ biết đi. Không nói, im lặng. Sao bác sĩ biết bệnh đâu mà chữa? Nó nghe nè, sợ mình bác sĩ không có thời giờ, rồi mình kể chuyện tràn gian đại hải, bác sĩ không có thời giờ trả lời cho mình. Ấy nhưng mà tôi có hỏi bác sĩ nghe, thấy bác sĩ đẹp trai thôi. Bác sĩ trẻ đẹp vậy, bác sĩ có vợ chưa, tôi làm mai cho. Trời thẳng ghê á, thiệt cái tào lao ghê. Thiệt má luôn, cái chuyện quan trọng cần nói thì không nói, nói gì mà. Bây giờ theo con biết á là cái suy giảm nội tiết tố này á là mình, nếu mà mình có một cái chế độ dinh dưỡng hợp lý á thì nó cũng đỡ lắm. Hoặc là mình ăn những cái thực phẩm nào mà có chứa nội tiết tố nữ, hoặc là bây giờ má vận động nhiều vô cho cái cơ thể của mình nó còn nhiều sức đề kháng, cái mình sẽ lướt qua cái giai đoạn này một cách thoải mái nhất luôn á. Gì mà phức tạp á, vậy dần sao con? Cái phức tạp đó là cái cần hỏi đó thì không hỏi, hỏi bằng cái chuyện tào lao không à. Những mâu thuẫn, những rắc rối cần tìm ra lời giải đáp, hãy để các chuyên gia gỡ rối. Xin kính chào quý vị và các bạn của chương trình Vitamin Hạnh Phúc. Thì chúng ta thấy là ở những phụ nữ tiền mãn kinh thì chúng ta cần phải có chế độ dinh dưỡng đảm bảo đủ cho cái chất lượng cuộc sống trong cái giai đoạn này. Thì chúng ta vẫn phải ăn đầy đủ các chất bột đường, đạm, béo. Chúng ta nên ăn khoảng 300 gram rau trong một ngày, có nghĩa là 100 gram trong một bữa tương đương với một chén cơm rau không tính nước. Và chúng ta ăn khoảng 200 gram trái cây là chúng ta đảm bảo đủ cái số lượng vitamin cần thiết cho một cái khẩu phần hàng ngày của mình. Và với những phụ nữ tiền mãn kinh thì chúng ta chú ý là phải uống sữa, tại vì sữa là một cái nguồn dinh dưỡng đầy đủ và đặc biệt nó sẽ giúp cho mình phòng chống loãng xương cũng như giải quyết một số các cái rối loạn trong quá trình tiền mãn kinh xảy ra. Trong cơ thể chúng ta, nếu mà chúng ta không có vận động, không có tập luyện thì những cái chất dinh dưỡng nó vào, chẳng hạn như là canxi nó vào xương rồi nó sẽ chảy ra nếu chúng ta thụ động, chúng ta không làm việc. Vì vậy mà cái việc luyện tập của những phụ nữ tiền mãn kinh cũng rất là cần thiết. Nó sẽ giúp cho mình phòng chống loãng xương và đồng thời cái khối mỡ cũng không có tăng quá nhiều, làm chúng ta bị già hàng trước tuổi và những cái rối loạn khi mỡ xảy ra nhiều. Có những cái vận động thể dục hàng ngày được khuyên là khoảng từ 30 cho tới 45 phút trong một ngày và ít nhất là 5 ngày trong một tuần để chúng ta đảm bảo cái sức khỏe, đồng thời không chỉ về vật chất mà còn về tinh thần, về giấc ngủ của mình nó cũng sẽ được cải thiện hơn. Khi mà một người phụ nữ tiền mãn kinh thì thường có những cái rối loạn là nguyên nhân là do thiếu hụt cái nội tiết tố. Vì vậy mà người ta thường hay nói là bổ sung thêm cái nội tiết tố vào phụ nữ. Nó có một số cái yếu tố, chẳng hạn như trong đậu nành nó có cái phytoestrogen, là nó một cái chất phyto thực vật, nó giống nội tiết tố nữ thì nó sẽ giúp cho hạn chế những cái tác hại khi mà mình bị thiếu cái nội tiết tố. Tuy nhiên mình biết là từ nguồn thực phẩm thì khi mình ăn vào cơ thể thì cơ thể mình nó sẽ tiêu hóa thành những cái phân tử nhỏ và sau đó cơ thể mình mới tạo nên những cái nội tiết tố, những cái cấu trúc của cơ thể con người nó khác biệt, chứ không phải là ăn cái nội tiết tố vào trong người thì nó cái nội tiết tố đó y còn giữ nguyên như vậy để mà nó hoạt động ha. Cho nên là nó chỉ là một phần hỗ trợ thôi, chứ nó sẽ không có phải là giúp cho mình chữa trị đúng tốt nhất những cái rối loạn xảy ra khi mà tiền mãn kinh. Hy vọng là những cái thông tin vừa rồi sẽ giúp ích cho quý vị khán giả trong quá trình mà chúng ta sống, chọn lựa thực phẩm cũng như là vận động. Xin kính chào và hẹn gặp lại.